Hello anh em, hôm nay là một ngày đặc biệt là mình giao hai con xe cùng phân khúc. Đó, 300 phân khối. Đây xuống đây cho anh em, cho hai anh chủ. Xuống đây. Đó. Quay từ bên đây qua nè, đó. Đó là R3 với lại Ninja 300. Thì sẵn đây á, mình sẽ làm cái clip cho anh em nhìn hai con đó, anh em đánh giá con nào đẹp hơn. Thì theo như mình thấy á, mỗi con có mỗi cái nét đẹp khác nhau ha. R3 nhìn nó dữ hơn xíu. Con này nhìn hiền hơn. Nhưng mà con này nhìn nó sao ta, khó nói. Mỗi con mỗi cái vẻ đẹp khác nhau. Đó. Hai con đều mới à. Quay gần R3 cho anh em xem. R3 này là đời 2017 nha anh em. Mới can xà bang luôn. Quay sao mà cho anh em thấy xe mới nha. Ông quay xe mới sao mà nhìn vô clip là thành xe cũ là kỳ lắm á. Thì con này á, con R3 này nó sẽ mạnh hơn cái con Ninja 300 này nha. Tại vì con này á, nói là phân khúc 300 thôi mà phân khối nó tới 321 phân khối. Là 321cc á, đó. Còn con này chỉ có 290 mấy thôi, 296, 97 gì đó, 297 phân khối. Thì ai thích hãng nào chọn hãng đó thôi, sao giờ. Con nào cũng ngon, con nào cũng đẹp. À, bây giờ mình sẽ cho anh em nghe tiếng bô R3. Trước khi đề bất kỳ con mô tô nào, anh em phải đề cho nhớt nó bơm lên đã, đề máy cho nó đổ một xíu rồi anh em mới nạt. Đó. Qua đây mình sẽ cho anh em nghe tiếng bô của Ninja 300. Hai con xe đều là đủ chìa khóa zin đầy đủ luôn. Hai con xe đều đẹp, đều còn mã số đầy đủ. Hai xe này rất là đẹp. Anh chủ xe R3 xuống đây chơi được không? Xuống chơi. Lâu rồi anh em mình lên giao lưu rồi chơi vui. Xuống chơi. Thì đây là ảnh mua mình con Ninja. R3, hai con xe mà nói bị lộn. Thì với chiều cao của ảnh là chắc 1m8 ha. Dạ. 1m8 bao nhiêu ký? 1m8 100kg. 100kg. Trước á là đi Sonic. Mà Sonic đâu có hợp. Nghĩ sao tướng này đi Sonic cho nên quyết định chọn R3 mà đảm bảo sau này là ông sẽ lên phân khối nữa. Thì đó, thấy cái con này nó khác con Sonic không? Khác nhiều. Khác xe không? Khác. Chạy thấy đã không? Chưa chạy chưa? Chưa chạy đúng không? Chạy. Giờ Ben lên ngồi cho anh em coi thử đi. Ben để dịnh xe Ben cho ngồi thử 1m8 100kg ngồi con xe này sao đó, quay xa ra cho anh em coi. Nó ngồi này đã thôi, xe kim rồi đúng không, vậy nó mới hợp chứ. Xe trước á ảnh đi là cái con xe này là nhỏ xíu à. đâu có hợp, nó bị nhỏ quá rồi. Thôi mình làm vòng đi, làm vòng rồi quay về lại nói cảm nghĩ con xe, làm vòng đi. Cái đó chắc để phát biểu sao. Thì giờ làm vòng đi. Thì giờ chạy đi, mình phải thử xe chứ, mua xe là mình phải thử. Mua xe mà không thử lỡ có chuyện gì sao đúng không? Phải thử để đời lấy nó nguy hiểm cho. Nó nguy hiểm à, thử vòng đi rồi quay lại. Sao vậy? Để nó em đi cho chắc. Anh nữa anh cũng làm vòng chứ. Xong hết rồi đó. Làm vòng đi chứ. Đây Ninja 300 mình giao luôn cho anh làm vòng cái. Lấy nón đi anh. Thử vòng. Thử mà này chạy sao với anh nào không? Thôi cứ chạy mô tô nữa. Thì nó như Sonic vậy đó. Đạp móc như Sonic vậy thôi, có gì đâu. Rồi lách ra. Rồi, giao cho anh này dắt ra ở lại chơi với mình lâu dài. Lâu lắm, ngày nào cũng qua hết. Qua đây nè, Ninja 300 giao luôn nè. Tết đạp thắng nhiều lên nha, em tết hết rồi đó. Tết thắng rồi. Mới thay bố thắng rồi, anh đạp đi. Thay nữa hả? Ý là trong clip
mấy bữa là mình thấy rồi, bây giờ trong clip là đây là 4 tháng mới đó. Thì bây giờ anh test lại, anh đạp thử nó còn bị đít không. Rồi anh dắt lên dắt xuống thử có nhẹ không đó, đúng không? Thì xong hết rồi đó, thay 4 tháng rồi để làm cho anh. Còn đèn đó đó, thấy rồi, ok chưa? Rồi giọt luôn. Đó, phải cho anh em thử xe, xe ok, mọi thứ ok thì mình mới cho anh em lấy xe về. Ví dụ anh em cảm thấy con xe đó đi nó bị cái gì đó thì anh em có thể nói lại mình, xe này nó bị gì anh không thích, thì mình có thể đổi cho anh em một con xe mới, hoặc là anh em không thích cái gì đó mình có thể fix tại chỗ luôn cho anh em về cái lỗi đó anh em không thích. Nhưng mà đa số một khi con xe của mình ra thì đa số thì nó không có bất kỳ một cái lỗi nhỏ nào đâu, anh em cứ yên tâm. Ví dụ bây giờ hai anh em đó đi mà chạy anh em người ta cảm thấy không thích, ví dụ cái nồi này nó hết rồi, hay là con nỉ quá cứng, hoặc là xe nó quá lắc sàn, thì anh em có thể đổi xe 100%, đổi lại để lấy một con xe mới, hoặc là mình sẽ hoàn tiền lại cho anh em. Đi lâu quá ta. Đây nè, 1m8 mà ông đi sôi nước, mà ông đi sôi nước. Thì chủ này á là có một chiếc Ad, một chiếc Sonic, bây giờ muốn lên phân khối lớn mà lên từ từ. Vaio nữa hả? Có luôn Vaio luôn. Đồ, anh nhân chơi thứ thiệt. Vài bữa anh lên với 8 với 1000, tại vì bây giờ anh muốn thử thôi. Đồ, anh về kìa. Sao? Nó là cầu mới chạy ô tô thấy đã đúng không? Mà nhẹ luôn đúng không? Có nhẹ. Bởi vì xe nó còn mới. Không dám đề ba mạnh nữa. Ừ. Ok, vậy là giọt về được đúng không? Dạ. Nó ở đâu? Này nào rảnh lên cây bô nữa là ok. Để nào em học bằng lái xong thì mày mới lên đây lên bô. Lên cây bô nữa ok. Rồi vậy xong xong ha. Rồi. Anh em mình tin tưởng nhau đi ha, rồi coi như em khỏi coi gì hết. Em tin tưởng ở đây thì đó, test nhìn bề ngoài đi, có gì đâu mà máy. Nếu như xe này mà té là mấy cái chỗ này nó đâu còn nguyên, nó đâu còn sáng gì, đúng không? Té là vàng áo còn có vết chày nào không, thấy không? Xe cũ mà chất lượng nó cũng ngon chứ đâu phải xe cũ là phải cũ đâu. Thì anh chủ đẹp trai thì xe không phải đẹp. Rồi ok. Vậy thôi ha, xong ha. Rồi anh em như vậy. Có con xe ngon đi là vui rồi. Đó tem nè, bản đặc biệt. Rồi đi về có đi cẩn thận nha. Nhưng mà cũ nhưng mà cái chất lượng nó cũng phải ok xíu chứ đúng không? Đâu phải cũ quá. Nói chung nhìn vô mới. Chỉ em sơ sơ bắt đèn hay là gì hay mấy cái nút trên đây nghe. Nút ở đây là cái công tắc khẩn cấp. Khi mà em dừng đèn đỏ thì em tắt. Còn em muốn xe nó hoạt động bình thường, ví dụ xe đang chạy đi, ví dụ đề máy đi. Đó, bây giờ đang đề máy nè. Đó, đang đề máy rồi đúng không? Thì mình không thích nữa mình tắt khẩn cấp. Rồi mình mà mở lên mới đề được nha. Mở khẩn cấp lên mới đề được. Rồi cái đèn có tay nó cháy mình bấm lúc nào? Mở hai bên. Nè. Cốt pha. Cốt pha bình thường. Còn bình thường là bên này nó luôn sáng. Đúng không? Chừng nào mở pha mình đi tối quá mở pha lên. Vậy thôi là ok. Rồi dễ hiểu chưa? Còn nào quên không? Chìa khóa bình thường thôi. Mở bình xăng. Ủa mà nãy mới thấy cái gì nó chớp. Đây. Mở bình xăng rồi. Đó. Cái này ha. Này. Nó là báo xăng, hết xăng. Chạy giờ sáng giờ. Tết sáng giờ. Trời. Chút nữa anh sẽ bơm vô cho xăng đi. Anh có thùng xăng, chút nữa anh bơm vô cho. Thì hồi nãy giờ test xe em biết mà, test xe thì phải hết xăng chứ. Trời ơi, test xe sáng giờ. Rồi. 15 ngàn lít thì chắc đổ 200 rồi, đổ 150 200 rồi đầy. Con này hả? Con này thì anh đổ tầm trăm mấy à, trăm mấy là đầy. 150 rồi. Rồi hết rồi đúng không? Hết rồi. Ok thì phải làm lại chứ, mình mới thay mà, dắt nhẹ nhiều nhàng nè. Rồi vậy là giao luôn Ninja 300 luôn anh em.
vô lấy cái thùng xăng, Toàn lấy cái thùng xăng ở trong kia, lại cái đồ hút xăng á, bơm vô cho anh xăng anh đi. Nãy giờ mình chạy hết bà xăng rồi. Chạy sáng giờ lẹ anh đói bụng quá. Tin không, sáng giờ mấy anh em chưa ăn gì luôn á. Có cái gì còn, có gì theo nó không? Dạ. Có gì để mình, có gì ở ngoài mà theo nó nên trở về không? Hay là nó vậy thôi? Xe Vinh nó hết gì đó. Nó về luôn. Ừ, thôi. Anh lên cái chợ sáng này nè, lên chợ sáng thôi. Chán một cái đủ rồi. Một đủ rồi, dư rồi. Dư rồi anh. Lên gì rồi? Dành về bữa anh dậy một hai bữa đi. Dạ. Một hai bữa anh coi, anh thấy cái bồn này thấy nó im quá. Thì từ từ có bằng lái đi, ừ, bằng lái đi rồi tính. Anh lát vô anh gửi cái tiền của anh trước. Dạ rồi, dạ rồi. Chờ em bơm xăng cho ảnh nha. Anh đi, anh tướng anh về chiếc xe này ok không? Đúng rồi. Đúng rồi, kia quá nhỏ, con này em còn thấy cũng chưa đủ đô nha. Chưa đủ đô nha. Con này phải, anh phải đi H2 á. Anh phải đi nhỏ trước đi. Ừ. Không, anh phải đi chiếc H2 chở nó là nó mới đủ. Con này cũng keng quá trời keng. Con này là cái này là zin của nó. Nó cái zin của nó nhỏ xíu à. Ờ, nó nhỏ. Cái này nó độ lên. Đây cũng chưa có bằng lái nè. Chưa có bằng lái. Mới đây rồi. Giờ mới để ý con xe này nó có chống đổ. Ờ, ở đây có chống đổ. Ừ, có sẵn. Đổ. Để mai. Cái đồ hút xăng thì để đâu? Thì lấy ai, thì lấy anh qua mọi. Để quay cho anh em xem. R3. Tuyệt vời. Bơm cho mỗi xe một nửa đi. Xe kia một nửa luôn. Xe kia test rồi chưa giờ. Xe này chạy sáng giờ luôn anh. Có nghĩa là chạy từ sáng tới giờ là sẵn anh chạy luôn. Nhưng mà cái đó mình hạn chế chứ. Mình xịt nước thẳng vô trực tiếp. Mình để 1-2 ngày nó hết. Nhưng mà em muốn quay clip cho đẹp á. Hạn chế xịt nước vô đồng hồ nè, đèn nè. Ừ, thoải mái. Đây đang bơm xăng nè. Rồi được rồi, còn nhiêu để vô xe chiếc Ninja đi. Ok. Dạ, thì mình mở quen là nó được à, không đâu mà. Rồi bơm hết vô chiếc Ninja luôn. Rồi ok, xong nha anh em, vậy kết thúc clip nha. Có lời nào nhắn gửi không? Dạ. Có lời nào tâm sự khi mua được chiếc xe không? Tâm sự đi. Nói chung là anh em có điều kiện thì cứ lên mô tô thì cảm giác nói chung đã lắm, khó nói lắm. Mấy anh em mà chạy xô nít hay là gây đơ gì đó là lên mô tô đi là nó phê hơn nhiều. Rồi bye bye anh em nha, đi cẩn thận nha. Xong rồi đó, bơm vô. Chắc mình đi một khúc, mình có cây xăng mình ghé vô mình đổ đầy bình. Tại mình đi đường xa mà. Đúng rồi hả? Rồi bơm xong rồi đó. Bơm 2 chiếc luôn. Rồi bye bye anh em nha.